chào tất cả các độc giả của iOne. Hôm nay Chi Phu sẽ tham gia vào thử thách cùng sao. Và thử thách đầu tiên của Chi Phu đó chính là lột hết 20 quả trứng cút này trong vòng 1 phút. Nếu mà Chi Phu không hoàn thành xong thử thách này thì Chi sẽ phải chịu một hình phạt. Và hình phạt đó là gì thì nếu mà Chi thua thì các bạn sẽ được biết ngay. Bắt đầu chưa? Cái này khó lột lắm, tại vì nó zit. Mình sẽ lột xong rồi không? Biết là vẫn còn đủ quả đúng không? Hôm nay biết là thử thách là lột trứng cút cho nên là phải sơn móng tay nhìn cho điệu. Đuổi đấy. Tôi sắp chết rồi. 30 mấy giây trôi qua rồi mà tôi mới được 3 quả thôi là sao? Con ơi, con ra nhanh hộ mẹ thôi. Thôi tôi thua là cái chắc rồi đấy. 3, 2, 1, 0, hết giờ. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Đã hết giờ rồi nhưng mà Chi Phu mới lột được 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái trứng. Thế chắc chắn là Chi Phu sẽ phải chịu hình phạt. Và thử thách thứ hai của Chi Phu đó chính là kể một câu chuyện cười để cho làm thế nào đó để cho bạn Yu Lê phải cười nghiêng ngả. Cái này em nói mọi người không vừa cười như kiểu gì. Mặt cu đi, mặt ngầu đi.
xem Chi Pu trên iOne nhiều hơn nữa nhé.